Chim cảnh đất Việt xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mẫu lồng cu gáy quả bí của nghệ nhân Bình, Hà Nội làm rất là đẹp. Các bạn đang nhìn thấy ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy ngay đó là cái sự thoáng của chiếc lồng. Những con chim ở đây thì nó rất là thoáng, nan rất là to, cứng, chắc và nó tròn như quả bí này luôn. Nhìn rất là độc đáo. Và khi người làm, người ta đã xử lý cho mình là cái nan này là màu giả cổ như thế này nhé. Cu gáy thì có lẽ là càng cổ kính thì nhìn nó càng càng đẹp rồi, mang tính đồng quê. Còn cái móc các bạn đang thấy đây, cái móc này họ làm bằng gỗ ổi luôn nhé, làm bằng cành ổi luôn đấy, nó rất là tự nhiên. Cái cửa của nó thì sẽ ở dưới đáy này. Lúc đầu chúng ta nghe thấy cửa dưới đáy thì có lẽ rằng cảm thấy nó dường như là hơi khó. Tuy nhiên thì không phải vậy. Các bạn, cái cửa này họ làm khá là to. Chúng ta chỉ cần nghiêng lồng một chút là có thể là cho chim vào và cho chim ra rất là dễ. Rất là dễ dàng, hoàn toàn không khó một tí nào. Độ rộng rất là lớn. Đấy. Các bạn cứ yên tâm về cái việc. Do vậy là các bạn thấy đấy, cái lồng xung quanh nó tròn đều như cái đèn lồng như này, như quả bí như thế này. Quả này thì mình treo ở trên này, các bạn thấy này, xoay tít lô lô được luôn, không thấy cửa đâu cả, rất hay, xoay tít luôn. Và độ bền của nó thì rất cao rồi. Đây là cái loại hàng kỹ, rất là kỹ đấy, nhốt con chim vào rất là hay, độc đáo. Giá của chiếc này là mình đang bán với giá là 1,1 triệu nhé. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0908 070 555. Mình đang ở 274 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship hàng toàn quốc. Thì các bạn chi tiết hơn thì xem thêm trên cái Facebook Chim Cảnh Đất Việt hoặc đăng ký miễn phí thành viên kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube để cập nhật nhiều nhất cái mẫu lồng mà mình đăng lên. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa nhé, bạn nào có nhu cầu liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0908 070 555. Lồng sẽ chắc chắn giống như thế này luôn, rất bền chắc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Chim Cảnh Đất Việt. Xin chào các bạn.